Premier League mùa trước đã chứng kiến hai chiếc giày vàng được trao cho Son Heung-min và Mohamed Salah. Chia sẻ trước truyền thông, Son Heung-min cho biết Antonio Conte đã yêu cầu toàn đội hỗ trợ anh ghi bàn tối đa trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trong trận gặp Norwich. Tôi rất vui khi giành được danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc vì các đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Conte đã nói với toàn đội hãy giúp Son ghi bàn và giành chiếc giày vàng Premier League. Tôi đang rất lo lắng vì không có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đã rất vui khi Conte nói điều này. Khi Lucas Moura và Steven Pereira vào sân, họ đã nói sẽ giúp tôi ghi bàn. Điều đó thật không dễ dàng vì chúng tôi là đồng đội và cũng cạnh tranh với nhau. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Manchester City xác nhận chuyên môn thành công Calvin Phillips từ Leeds United. Man City sẽ ký hợp đồng 6 năm với tiền vệ người Anh, người được ví von là Pirlo của vùng Yorkshire. Tại Etihad, Calvin Phillips sẽ mặc áo số 4 và cạnh tranh vị trí với Rodri. Tiền vệ 26 tuổi được Man City lựa chọn làm người thay thế Fernandinho. Không loại trừ khả năng Phillips và Rodri cũng được ra sân, tùy theo những toan tính của Pep Guardiola. Chi tiết thỏa thuận giữa các bên không được tiết lộ, nhưng truyền thông Anh khẳng định Man City chỉ mất 45 triệu bảng cho thương vụ này. Đây được xem là mức giá khá rẻ so với danh tiếng của Calvin Phillips. Barcelona mới đây cũng đã công bố hai tân binh đầu tiên của họ trong mùa hè. Frank Kessié ký hợp đồng 4 năm và trở thành tân binh đầu tiên của Barca trong phiên chợ hè. Kessié đã hoàn tất thủ tục theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người bờ biển Nga sẽ gắn bó đến năm 2026. Trong hợp đồng với Kessié, Barca đã cài điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro. Bên cạnh đó, Barcelona cũng thông báo ký hợp đồng thành công 4 năm với Andreas Christensen, trung vệ người Đan Mạch đến Camp Nou theo dạng chuyển nhượng miễn phí sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea. Cũng theo Barca, điều khoản giải phóng hợp đồng của Christensen cũng có giảm 500 triệu euro. Barcelona không tiết lộ, nhưng theo Sport, hậu vệ này sẽ nhận mức lương 6 triệu euro một mùa sau thuế. Trong thời gian vừa qua, việc giành chữ ký của Christian Eriksen là cuộc đua sống mã giữa Manchester United và Brentford. Đến Old Trafford thực sự là thăng tiến trong sự nghiệp nên không có gì bất ngờ khi Eriksen chọn đầu quân cho Man United. Sun Sport tiết lộ, cựu tiền vệ của Inter đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm. Eriksen sẽ đến Man United để kiểm tra y tế trong tuần này. Quỷ đỏ cũng cần sớm hoàn tất hợp đồng với tiền vệ người Đan Mạch để anh có thể sớm tham gia tập huấn cùng đồng đội trước thềm mùa giải mới. Eriksen cũng đã từng biết về Erik ten Hag khi anh tập nhờ ở Ajax trước khi gia nhập Brentford. Sau khi thăng hạng Premier League, Fulham đang nỗ lực tăng cường nhân sự để tránh tình trạng như hai lần thăng hạng gần nhất khi chỉ trụ lại được một mùa. Mới đây, họ đã công bố ba hợp đồng rất chất lượng, João Palhinha từ Sporting Lisbon với mức phí không tiết lộ. Cầu thủ 26 tuổi ký hợp đồng 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Theo Sun Sport, João Palhinha từng là mục tiêu theo đuổi của Man United và Arsenal. Tuy nhiên, tiền vệ này có một sự lựa chọn an toàn khi đầu quân cho Fulham trong lần đầu thử sức tại ngoại hạng Anh. Trong những mùa gần đây, Palhinha là trụ cột gần như không thể thay thế nơi tuyến giữa của Sporting. Do hòa Indonesia trong trận đấu mở màn nên U19 Việt Nam rất cần đánh bại Philippines ở trận đấu thứ hai để tranh vé vào bán kết. Với lối chơi tấn công ồ ạt, U19 Việt Nam nhanh chóng tạo áp lực và chỉ cần 4 phút, đội bóng này đã có được bàn mở tỷ số nhờ công của Quốc Việt. Khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, đoàn quân của Đinh Thế Nam nhận được cách biệt cũng nhờ công của Quốc Việt. Bàn thứ 3 và thứ 4 đến do công của Văn Kha và Văn Trường. Những gì U19 Philippines làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số duy nhất của Sandro Reyes, giành chiến thắng 4-1, thay trò Đinh Thế Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt trận kế tiếp diễn ra vào ngày 6 tháng 7, Việt Nam sẽ chạm trán với Brunei.